Bạn có cảm thấy cuộc sống của bạn bị những số liệu khống chế? Ví dụ bạn hôm nay muốn một bộ quần áo, ngay lập tức sẽ nhận được quảng cáo về một đống quần áo. Không thể không phủ nhận, những gì quảng cáo đề xuất cũng khá chính xác. Hôm nay chúng ta hãy cùng theo nữ chính, cùng nhau xem câu chuyện của cô ấy nhé. Furukawa là nhân viên mới của công ty, về công việc lúc nào cũng bị người khác bắt nạt, còn bản thân lại không dám từ chối vì sợ đồng nghiệp ghét. Bữa trước, các đồng nghiệp nữ nói chuyện nhưng Furukawa lại không tiếp lời được. Đồng nghiệp nam đẹp trai tên Arai không hề chú ý đến con vịt xấu xí như cô. Cùng ngồi trên một bàn ăn, Furukawa lại như người ngoài, cảm thấy rất xấu hổ. Buổi tối về đến nhà, một món hàng quảng cáo đã thu hút sự chú ý của cô, mệnh danh là đề xuất cấp bạch kim, còn món hàng lại chỉ là khăn tay đơn giản, nhưng bức hình trên đó lại giống với bức hình trên điện thoại của Arai. Một chiếc khăn tay cũng không đáng tiền, Furukawa liền mua nó. Ngày hôm sau khi đi vệ sinh cô dùng khăn tay để lau tay, Arai chủ động tìm đến cô, lấy chủ đề cùng thích một nhân vật hoạt hình nên nói chuyện mấy câu, điều này khiến Furukawa vui vô cùng. Đề xuất bạch kim quả nhiên là không bình thường, cô lập tức chạy đến trước máy tính của mình, xem có còn mặt hàng được đề xuất bạch kim nào không. Tuy nhiên lần này đề xuất lại là sạc dự phòng có giá hơn 1 vạn yên Nhật. Furukawa thấy giá hơi cao nên có chút không nỡ mua, đắt quá. Không lâu sau, một đồng nghiệp cầm máy tính và hỏi ai có sạc dự phòng không. Furukawa trong giây lát liền nhớ đến sạc dự phòng mà cô được đề xuất. Nếu như ban đầu mua rồi, chẳng phải có thể thêm mối quan hệ với đồng nghiệp đó sao? Furukawa kinh ngạc, đề xuất bạch kim thật lợi hại. Thế là cô liền ấn mua máy chiếu mà không hề do dự gì. Hôm sau trước khi công ty mở hội nghị, máy chiếu đã bị hỏng. Lúc này Furukawa lấy chiếc máy chiếu mình mới mua vài hôm trước ra. Hành động lần này của cô khiến mọi người vô cùng cảm kích và đặc biệt là anh chàng Arai đẹp trai đã có ấn tượng rất sâu đậm về cô. Sau đó Furukawa đã mua tất cả những thứ mà đề xuất đưa ra. Không tìm thấy điều khiển, Furukawa liền lấy nó ra. Furukawa để lại ấn tượng tốt trước mặt các đồng nghiệp, mùi nước hoa mà Arai thích, cơ hội giao lưu cùng đàn ông cũng ngày càng nhiều lên. Mua đôi giày mà phụ nữ nào cũng thích để được trở thành đối tượng trong tiêu điểm và được ngưỡng mộ. Cô còn đeo kính áp tròng, trở thành hình tượng thuần khiết đáng yêu. Đến cả Arai cũng chủ động mời cô ăn tối. Furukawa đã có thể đại hoàng kim của đời mình, khiến cho những đồng nghiệp nữ khác ghen tị. Buổi hẹn diễn ra thuận lợi, sau đó còn đi hát karaoke. Khi Arai hát đến khen giọng, cô liền đưa cho anh ta thuốc ho mà quảng cáo đề xuất. Điều này đã mang đến tiệt sát cho Arai. Anh em, đôi môi của hai người bất giác chạm vào nhau. Cô cảm thấy cơ bản là hai người đã xác định quan hệ yêu đương. Nhưng từ sau ngày thứ hai, Arai dường như không hề đáp lại tình cảm của cô. Tin nhắn gửi vào buổi trưa, buổi tối vẫn chưa trả lời. Sau đó cô lại thấy Arai đi dạo phố cùng đồng nghiệp nữ khác. Arai không phải nói là không có thời gian sao? Trong lòng cô vô cùng khó chịu. Sau đó cô đã mua bút ghi âm mà quảng cáo đề xuất. Đợi đến sáng, cô bỏ bút ghi âm vào bên trong túi của Arai, mà trong công ty các nhân viên nữ đã bắt đầu truyền tai nhau, nói cô đồng nghiệp sao mây kia là đồ đều, một chân đạp mấy thuyền. Thế là Furukawa cho rằng Arai đã bị cô ta lừa. Ngày hôm sau, Furukawa lén lấy chiếc bút ghi âm trong túi của Arai, sau đó trốn vào nhà vệ sinh kiểm tra. Nội dung cuộc đối thoại trong đó là như vậy. Cô ấy mỗi ngày đều liên hệ với anh sao? Tuy nhiên công việc của tôi rất bận, không có thời gian trả lời cô ấy. Chính là vì anh đối xử quá ấm áp với cô ấy rồi, cô ấy mới hiểu lầm như vậy. Nếu như cô ấy biết sự thật cô ấy sẽ giết anh, vậy thì thật phiền phức. Furukawa không biết phải làm gì, nhanh chóng tra xem quảng cáo có đề xuất gì không. Nhưng mà quảng cáo lại đề xuất một cái nắp nồi. Lần này đơ thật sự, nhưng Furukawa vẫn mua. Tiếp đó cô đi tìm Arai, nhưng Arai lại nói sau này đừng liên lạc nữa. Cái nắp nồi lần này cô mua về đã không phát huy tác dụng. Nhìn thấy sao mây đồng nghiệp bên cạnh mình dùng ốp điện thoại chung với Arai, lúc làm việc thì mày qua mắt lại, trong lòng Furukawa vô cùng khó chịu, không có tâm trạng làm việc. Sau đó Furukawa nghe tin hai người chuẩn bị đính hôn, lần này cô thật sự mất hết hy vọng, nhưng quảng cáo lại có đề xuất mới, lần này là một con dao. Furukawa nhanh chóng mua nó không suy nghĩ gì. Tiếp đó Furukawa hẹn sao mây cùng mình đi du lịch, nói là đi cầu duyên. Sao mây đồng ý. Buổi tối khi hai người ăn cơm, Furukawa lén lút bỏ thuốc ngủ vào cốc rượu của Sao Mây. Trong lúc Sao Mây đang ngủ say, Furukawa nhanh chóng mặc áo mưa và đeo găng tay đen. Không cần phải giả vờ nữa, cô hét to Sao Mây là đồ tiện phụ chân đạp hai thuyền, tình chị em thắm thiết nhanh chóng xé rách. Sao Mây cũng đâu có vừa, nói Furukawa là người cứ bám lấy Arai. Hai người này đúng mù rồi, chẳng lẽ cả hai đều không nhìn ra Arai kia là một sở khanh. Quả đúng như lời đồn, con gái khi yêu đều ngu hết. Hai người các bạn một câu, tôi một câu, muốn dùng lời nói để giết chết đối phương. Vẫn là Furukawa ác hơn, cô nhanh chóng rút dao ra. Furukawa cầm dao đuổi giết Sao Mây. Sao Mây thì cứ trốn hết góc này góc kia để tránh mũi dao của Furukawa. Đến lúc nguy cấp, cô nhanh chóng rút cái nắp nồi trong túi của Furukawa ra.
Sao Mây cầm nắp nồi như cái khiên chặn tất cả những nhát dao của Furukawa đâm xuống. Furukawa sụp đổ, đến cả quảng cáo thứ cô tin tưởng nhất cũng phản bội cô. Tiếp đó, cho dù Furukawa có đâm thế nào thì Sao Mây đều có thể dùng nắp nồi chặn được tất cả. Trong tình huống không phân thắng bại đó, Sao Mây đột nhiên ném cái nắp nồi, cái nắp đập thẳng vào mặt khiến cho Furukawa ngã ra đất. Cảnh tiếp theo là hình ảnh một nhân viên đang báo cáo sản phẩm ở một hội nghị, và chương trình quảng cáo đề xuất là do công ty này phát triển. Người phát biểu đang lấy Furukawa làm đối tượng nghiên cứu, nếu như theo AI thì cuối cùng Furukawa sẽ là hung thủ. Nhưng như vậy đã sẽ đi quá xa so với mục đích, vậy nên, để tránh trường hợp như vậy, AI đã đề xuất cái nắp nồi, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đây chính là bước tiến vĩ đại của AI. Mọi người đều vỗ tay để chúc mừng, đồng thời Tổng thống nước cũng tỏ ra vô cùng yêu thích quảng cáo đề xuất. Trong danh sách mua sắm của ông ta, trừ bỏ vệ tinh ra, còn có cả một cái nắp nồi. Một AI có tính ứng dụng cao như vậy, Tổng thống thích là điều bình thường. Câu chuyện có ý nghĩa, mua sắm lý trí, tránh xa cha nam. Câu chuyện đến đây kết thúc, chúng ta hẹn gặp kỳ sau.